và đó là cái chè Hoàng Giang, rồi còn có cái tên đó là cây sông Nho, và một số tên của vùng dân tộc Tày Nùng như là Khao Phạ, như là Quảng Ngọ, vân vân. Tên khoa học của nó là Apelopsis cantoniensis, thuộc họ nho Vitaceae. Cái đặc điểm hình thái của cái chè dây ấy, thì nó là một cái loại dây leo, nhưng mà thân và cành nó thì cũng khá cứng và nó có nhiều lông. Lá thì là cái lá mọc kết lông chim hai lần và lông chim lẻ, và lá kết của nó thì có thể có từ 3 đến 7 lá, và mết lá thì có răng cưa. Cái mặt trên của lá thì thường có những cái đốm trắng, và mới nhìn qua thì ta nhầm tưởng đó là những cái đám bị nấm mốc, và nó có cái tua cuốn để nó leo. Tua cuốn thì thường nó mọc đối với cái lá kết lông chim và nó chẻ đôi. Hoa của cây chè dây thì rất nhiều hoa, có màu trắng, hoa bé và hoa mẫu năm, tức là có 5 lá đài, 5 cánh hoa. Và quả của nó thì cũng là cái loại quả bé thôi. Khi nó chín thì có màu đen và trong đấy thì có 3-4 hạt. Và cái chè dây này thì cũng có ở nhiều nước trên thế giới, ví dụ như là ở Ấn Độ, ở Trung Quốc. Ở nước ta thì nó mọc nhiều ở các cái vùng núi như là Lào Cai, Hà Giang, vân vân. Vâng, thưa tiến sĩ, ở phần đầu chương trình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những người ở đồng bào dân tộc thiểu số thì thường là sử dụng cây chè dây rất là nhiều, giống như là một loại thảo dược quý. Vậy không biết rằng là tính năng và công dụng thực sự của cây chè dây là như thế nào ạ? Theo những nghiên cứu gần đây của y dược học hiện đại thì cái thành phần hóa học của chè dây là nó có các cái hợp chất flavonoid, đó là những hợp chất có cái tác dụng chống viêm và chống oxy hóa và có thể có tác dụng cầm máu. Cái hợp chất thứ hai cũng rất có nhiều ở trong chè dây, đó là cái tannin, là một cái loại hợp chất đa phenol. Và khi nghiên cứu cái tác dụng dược lý thì người ta thấy cái chè dây này có cái tác dụng là kháng khuẩn, ví dụ như nó có thể diệt được những cái loại vi khuẩn như là Bacillus, như là Streptococcus, như là Shigella, và nó có cái tác dụng chống oxy hóa khá rõ. Và cái thứ ba là cái độc tính của nó thì rất thấp. Còn theo y học cổ truyền thì chè dây là nó có cái vị đắng và tính mát, và nó có cái tác dụng là thanh nhiệt, tiêu độc, lợi thấp, và nhờ cái lợi thấp nó mà nó kiện tỳ, và chính nhờ cái kiện tỳ đó cho nên đồng bào các cái dân tộc ở các cái vùng núi thì người ta hay dùng để chữa những cái chứng đau bụng nói chung, trong đấy có bệnh đau dạ dày. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hoàng, vậy tiến sĩ có thể cho biết là hiện nay thì trong đông y chúng ta đang sử dụng cây chè dây cho những bài thuốc như thế nào, và theo ý kiến đánh giá của tiến sĩ thì bài thuốc nào có thành phần là cây chè dây thì có phát huy tác dụng cao nhất ạ? Cái chè dây thì cũng mới được đưa vào sử dụng chính thức trong khoảng hơn 10 năm nay, cho nên là thực tế thì các lương y cũng ít người sử dụng cây chè dây để cấu tạo thành những cái bài thuốc. Tuy nhiên thì hiện nay có những cái dạng sử dụng. Thứ nhất là người ta dùng cái chè dây uống như là uống trà, và trên thị trường đã có những cái sản phẩm là cái chè dây người ta đóng gói thành từng lạng, thành từng cân, và người dùng có thể mua về rồi thì là ta có thể lấy một nắm chè dây đó ta đun nước mà uống, hoặc là hãm như trà uống. Cái loại sản phẩm thứ hai là một số nơi người ta chế thành cái trà tan, tức là người ta chiết xuất cái hoạt chất trong đó và người ta đóng gói, và khi uống thì ta chỉ cần nhúng vào cái cốc sôi để nó tan ra ta uống. Và cái loại sản phẩm thứ ba nó tinh chế hơn, và trong đấy chủ yếu là các cái flavonoid, ví dụ như là ở trường đại học dược thì có cái sản phẩm là Amvelope, trong đấy nó có đến 50% là flavonoid. Rồi ở viện dược liệu thì ta có cái sản phẩm là Cantonin, trong đấy cái hàm lượng flavonoid đến 80%. Và theo tôi thì tùy theo nhu cầu sử dụng mà ta có thể chọn cái sản phẩm nào để dùng, chứ cũng chưa hẳn là cái phương pháp, cái sản phẩm nào là tốt nhất. Ví dụ như những người mà hay đi công tác xa thì ta có thể dùng đơn giản là cái trà ta để ta uống, và đơn giản hơn nữa thì ta có thể mua những cái viên con nhộng để ta uống. Thế còn nếu mà ta có thể đun nấu được, ta
khám tra được thì ta mua những cái chè dây đóng gói người ta uống cũng được. Vâng, như vậy là còn tùy thuộc vào điều kiện cũng như là hoàn cảnh của mỗi người thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp thực sự là phù hợp với bản thân mình nhất. Thưa tiến sĩ, vậy tiến sĩ cũng có thể cho biết là hiện nay thì trong y học cổ truyền cũng như là y học hiện đại thì cơ chè dây đang được sử dụng bộ phận nào là nhiều nhất và có tác dụng điều trị bệnh tốt nhất, và hiện nay thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để bào chế loại thảo dược này ạ? Cái chè dây thì cái bộ phận dùng nó là cành mang lá, mà càng nhiều lá thì càng tốt. Và cái tác dụng của nó như theo y dược học hiện đại nghiên cứu thì trong đấy nó có cái thành phần hóa học là flavonoid, nó có cái tác dụng vừa chống viêm vừa kháng khuẩn, lại rồi cái thành phần thứ hai là tăng ăn. Và theo y học cổ truyền thì nó có cái tác dụng là thanh nhiệt, tiêu độc, tức là chống viêm và trừ thấp. Và khi trừ thấp như vậy thì nó phát huy cái tác dụng kiện tỳ của nó rất tốt. Cho nên những người mà bị bệnh ở đường tiêu hóa nói chung, ăn uống kém mà trong đấy có bệnh dạ dày thì ta có thể sử dụng chè dây. Vâng, thưa tiến sĩ, khi mà nói tới những loại thảo dược thì chúng ta đều thấy hầu hết là đều rất là lành tính. Thế nhưng mà không biết rằng là có những cái lưu ý đặc biệt nào khi mà sử dụng những loại thảo dược này không? Và đặc biệt là cây chè dây thì có cần phải lưu ý với những trường hợp nào mà chúng ta khi sử dụng cần lưu ý đặc biệt hay là thậm chí là không được sử dụng hay không ạ? Như tôi đã nói thì trong cái thành phần của chè dây thì ngoài cái flavonoid thì nó có khá nhiều tannin. Mà tannin là một cái vị, là một cái hợp chất mà nếu ta dùng thường xuyên kéo dài thì nó có thể gây ra táo bón. Cho nên là ta cũng cần lưu ý là nếu không cần thiết thì ta cũng không nên dùng thường xuyên liều cao và kéo dài. Rồi cái thứ hai là nếu với những bệnh nhân bị bệnh đau dạ dày mà bị suy nhược nặng thì bên cạnh cái chè dây ta có thể kết hợp thêm những cái vị thuốc bổ kiện tỳ. Ví dụ như ta có thể dùng những cái phương thuốc như là tứ quân, rồi có thể dùng những phương thuốc như bổ trung nguyên khí để kèm theo để nâng cao cái thể lực của bệnh nhân lên. Và cái lưu ý thứ ba là nếu như bệnh nhân đang bị viêm loét dạ dày cấp và y học hiện đại xét nghiệm chẩn đoán là trong đây đã có vi khuẩn Helicobacter pylori thì theo tôi là nên kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, tức là ta dùng cái kháng sinh để diệt các vi khuẩn HP đó. Bởi vì hiện nay thì đa số trường hợp bị viêm dạ dày là do cái vi khuẩn HP đó gây ra. Và khi mà ta dùng phối hợp cái kháng sinh để diệt vi khuẩn đó với những cái chế phẩm có chè dây thì tôi nghĩ rằng cái tác dụng đó cũng sẽ rất tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là mặc dù cơ chè dây cũng có tác dụng rất là tốt trong điều trị bệnh, tuy nhiên là với những người khi mà đang bị những bệnh về đường tiêu hóa, ví dụ như là táo bón hay là bệnh lý về dạ dày, chúng ta cũng cần phải có những lưu ý cụ thể để sử dụng sản phẩm liên quan tới cơ chè dây được hiệu quả cao hơn. Và xin cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia lương y Nguyễn Hoàng cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị.